Thân kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nhà đất Trần Minh Kha Official. Thì để tiện theo dõi hôm nay, Kha xin giới thiệu cho mọi người một mảnh ruộng nha, một mảnh ruộng ngụ tại ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Khi nó cách trung tâm hành chính huyện hay là vòng xoay thị trấn Bến Cầu chỉ mất tầm khoảng 2 km đó. Và phía bên ống kính này là phía chúng ta đến Ủy ban Nhân dân xã Tiên Thuận thì mất chỉ tầm khoảng 300 m thôi nha, là chúng ta đến Ủy ban Nhân dân xã Tiên Thuận, tỉnh lộ 786. Và hướng này là hướng chúng ta về trung tâm thị trấn Bến Cầu đó. Một mảnh đất này là đất lúa khi nó cách con đường đỏ này chỉ tầm khoảng 50 m thôi nha mọi người, thì nó trực thuộc là đường kênh nha mọi người. Thì đường kênh này cũng khá là rộng, cũng tầm khoảng hơn 4 m nha, 4 m đi đó, khá là rộng luôn. Đường kênh này khá rộng luôn. Thì một mảnh đất này rất là ngợp luôn đó. Thì chủ cũng đã vay ngân hàng là 300 triệu. Thì bây giờ chủ muốn bán trong thời điểm này để thu hồi và trả nợ. Thì tổng mặt tiền đường kinh này mà mảnh đất Kha giới thiệu cho mọi người đó là 48 m nha mọi người. Chiều ngang chỉ 48 m rồi nha. Đó. Và chiều dài thì một cạnh là 40, một cạnh là 37. Khá là lý tưởng, khá là đẹp luôn. Thì ai có điều kiện thì mua chỗ cho mình mảnh đất này làm cái chỗ nghỉ dưỡng thì cũng rất là ok, hoặc là mua để ở luôn. Thì đất khá là rộng, thoáng mát, đi đến trung tâm cũng gần. Từ cái trụ nè, đây, từ cái trụ này xuống cây trụ phía sau đó thì là cạnh này là 37 m nha, và chiều ngang là tới 48 m nha mọi người, khá là dài luôn. 48 m. 48 m mặt tiền đường kinh này. Thì đất này là đất lúa, chưa có lên, không có cho lên thổ cư nha mọi người, nhưng mà cho trồng cây. Đó. Thì ai ở thì bình thường. Nhưng mà không có phân lô tách thửa được nha. Thì mình sử dụng hết tổng diện tích là 1987 m². Ngay đây nè, ngay đây có cái trụ nhưng mà bị mất rồi nha mọi người. Đây có cái trụ nhưng mà bị mất rồi. Đây thì thẳng xuống dưới, cạnh này là 40 m. Đó. Thì đường kinh này cũng khá là dài luôn nè. Phía trong thì cũng có một căn hộ sinh sống. Đó thì có điện luôn nè. Kinh thì có nước, có điện luôn. Kha nghĩ tầm số tiền chỉ vài trăm triệu thôi sở hữu mảnh đất này khá là đẹp luôn. Đây. Tương đối vuông vức luôn nha mọi người. Kha sẽ đi phía sau luôn cho mọi người xem. Thì đất này nó cũng gò nè, xả lúa xong nó cũng gò nè. Thì chắc bây giờ chủ người ta không có cho trồng lúa nữa, không có cho người dân trồng lúa nữa, thì để tự nhiên nha. Thì vậy ai muốn vô trồng cây, cắt chòi, cắt nhà ở thuận tiện. Cái xin nhắc lại đó là chiều ngang mặt tiền đường kinh là 48 m nha mọi người, chiều dài là một cạnh 37, một cạnh 40. Thì với diện tích là 1987 cũng như gần 2000 nha mọi người, gần 2000 luôn. Nếu như thời điểm trước thì chủ sẽ bán là 850 triệu. Đó, chủ không chịu bán luôn nha mọi người. Thời điểm trước 850 triệu chủ không chịu bán luôn. Và bây giờ đó thì thời điểm cũng rất là khó khăn nên chủ sẽ bán với số tiền 750 triệu. Chỉ 750 triệu thôi mọi người sẽ hưởng một mảnh đất nè. Đó, khá là rộng. Gần trung tâm hành chính luôn. Dân cư thì rất là đầy ắp nha. Đó, đây có căn nhà đỏ đỏ đó. Đỏ đỏ đó là trạm y tế xã Tiên Thuận đó. Thật chất thì Kha rất là thích miếng đất này luôn. Nếu mà có tiền Kha sẽ mua mảnh đất này. Chỉ vài trăm triệu mà mình được gần 2000 m² thì làm cái chỗ trồng cây. Dạ. Dạ, người ta nhờ bán chị. Dạ không nha chị, người ta không có cho mướn chị. Đây nè, có cái phía sau có trụ đàng hoàng. Đó. Khá là vuông vức, khá là đẹp.
thì chủ bán 7-7,5 nha mọi người, 7-8,5 là không có bớt luôn ạ. Đúng giá đó, tại bây giờ cũng đã ngọt rồi. Đúng giá đó, ai mua thì nhanh tay alo cho Kha, Kha dẫn đi xem. Thật chất trung tâm này mà khu vực trọng điểm này kiếm mảnh đất như thế này mà chỉ có mấy trăm triệu thôi, dường như là không có nha. Và cũng không có ai mà bán 200 lẻ cho mình hết á. Toàn là số nhiều không à. Này sổ thổ đỏ riêng luôn nha mọi người, số hồng chứ, số hồng riêng luôn. Đường thể hiện đường kinh thể hiện trên sổ luôn. Đó, rất là hợp pháp luôn. Gần 2 công này mà mình sử dụng rất là bố tư luôn. Rất là đẹp. Đó. Khá là hài lòng mảnh đất này. Nè, đường thẳng thần đẹp nha. Đó. Rồi. Ai muốn mua mảnh đất này rộng mà rẻ, hãy liên hệ Kha xe số điện thoại 0795 408 324. Kha sẽ dẫn đi xem. Và đừng quên một like đăng ký nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và ấm áp.